<laughs> ông Lâm à Ông làm chứng sự thật rằng Đức Chúa Giêsu đã tái lâm Và nhập thể để thực hiện công tác của Ngài Tôi không hiểu điều này cho lắm Chúng ta đều biết Đức Chúa Giêsu là sự nhập thể của Đức Chúa Trời Khi hoàn thành công tác Ngài đã bị đóng đinh và sau đó phục sinh Xuất hiện trước các môn đồ Rồi thăng thiên trong linh thể dinh hiển của Ngài Phải, chính, xác. chính xác Như Kinh Thánh có nói hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy. Amen. Vậy đoạn trích trong kinh thánh xác nhận cho chúng ta rằng khi Chúa tái lâm, nó phải là linh thể phục sinh từ cõi chết của ngài sẽ xuất hiện trước chúng ta. Phải vậy tại sao vào thời kỳ sao rốt sao đức chúa trời lại nhập thể vào xác thịt của con người để thực hiện công tác phán xét tại sao? Sao? vậy đâu là sự khác nhau giữa linh thể phục sinh của đức chúa giêsu và sự nhập thể của ngài làm con người tôi thật sự không hiểu tôi vẫn còn mơ hồ về chuyện này lắm xin hãy thông công với chúng tôi à, phải hãy thông công với chúng tôi phải, phải. phải. phải đó trong kinh thánh có nói rõ Giê-xu này cũng sẽ trở lại như cách các người đã thấy Ngài lên trời vậy. Đức Chúa Giê-xu đã thăng thiên trong linh thể phục sinh. Vậy nên lần tái lâm này, Chúa cũng sẽ ở hình dạng linh thể phục sinh của Ngài. Điều này hợp logic hơn. Chẳng lẽ điều này lại sai hay sao? Đức Chúa Trời của thời kỳ sau rốt đã nhập thể để thực hiện công tác phán xét. Điều này không thể nào đâu. Thật sự ừ, phải đến phải như vậy sao? Đúng, đúng chuyện Giờ tôi có nghe ai nói gì đâu. Đa số tín hữu cho rằng Chúa tái lâm sẽ xuất hiện trước họ trong linh thể của Ngài. Đó chính là linh thể của Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã xuất hiện trước con người trong 40 ngày sau khi phục sinh. Các tín hữu chúng ta đều rất rõ về chuyện này. Linh thể của Đức Chúa Giêsu sau khi phục sinh, nhìn từ bên ngoài, Ngài xuất hiện trong cùng một dung mạo với xác thịt nhập thể của Ngài nhưng linh thể không bị ràng buộc bởi thế giới vật chất không gian hay địa lý nó có thể tùy ý xuất hiện và biến mất tùy ý làm cho con người sửng sốt và kinh ngạc những miêu tả về chuyện này được ghi trong kinh thánh phải, phải, đúng phải đúng đúng vậy. đúng trước khi đức chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá ngài đã phán và công tác trong nhân tính bình thường của xác thịt dù ngài bày tỏ lẽ thật tiếp xúc với con người hay thực hiện phép lạ con người vẫn cảm thấy ngài bình thường thứ con người thấy là xác thịt này đang thực sự và chân thật thực, thực hiện công tác thực sự và chân thật chịu đau khổ và trả giá cuối cùng cũng là xác thịt này bị đóng đinh lên thập giá để làm lễ đền tội cho con người qua đó hoàn thành công tác cứu chuộc của đức chúa trời đây là sự thật ai cũng thừa nhận hãy suy nghĩ một chút nếu linh thể của Đức Chúa Giêsu thực hiện công tác, liệu Ngài có thể kết giao và trò chuyện bình thường với con người? Liệu Ngài có thể thực sự và chân thật chịu đau khổ và trả giá? Liệu Ngài có thể bị đóng đinh lên thập giá? Ngài không thể làm được những điều đó. Nếu linh thể Ngài thực hiện công tác, liệu con người có dễ dàng tiếp xúc với Ngài? Ta có phản bội những tâm tính bại hoại của mình không? Có hình thành quan điểm về Ngài không? ta có dám tùy ý phản nghịch và phán xét đức chúa trời không tuyệt đối không điều đó là không thể con người đều thấm nhuần nhân tính bình thường đều bị ràng buộc bởi thế giới vật chất không gian và địa vị tư duy của con người cũng bình thường nếu con người tiếp xúc với công tác của linh thể họ sẽ bị sợ hãi và hoảng loạn tư tưởng của họ sẽ trở nên rối loạn và điên cuồng Trước tình cảnh này, Đức Chúa Trời bị thúc ép phải thành công trong công tác cứu rỗi nhân loại. Vậy thì, hiệu quả đạt được bằng việc công tác trong giới hạn của nhân tính bình thường sẽ nhanh hơn trong linh thể. Phải. phải. Đúng rồi đó. Qua các thời Đúng đại, phải. dân được Đức Chúa Trời chọn chưa từng nếm trải công tác của linh thể Đức Chúa Trời. Chắc chắn sẽ không phù hợp để linh thể trực tiếp bày tỏ lẽ thật, tiếp xúc với mọi người và chăn dắt các hội thánh Đại, nếu con người thấy được linh thể của chúa họ sẽ rơi vào quán loạn mối thông công này đã giúp tôi hiểu rõ hơn nhiều nè mọi người công tác phán xét mà đức chúa trời tái thực hiện vào thời kỳ sau rốt dùng sự bày tỏ bằng lời để cứu rỗi làm tinh sạch và hoàn thiện con người và đồng thời mục đích của nó cũng là để phơi bày và đào thải con người phân loại con người theo từng loại rồi thưởng thiện phạt ác nếu Đức Chúa Trời xuất hiện trước con người trong dạng linh thể, toàn bộ con người, thiện hay ác đều sẽ quy phục trước Ngài, vậy thì làm sao tách người tốt ra khỏi kẻ ác được? Phải, sẽ không có cách nào phân biệt được Còn họ. Còn nữa, nếu Đức Chúa Trời xuất hiện trong linh thể với con người, sự hỗn loạn sẽ nổ ra khắp thế giới, con người sẽ rơi vào hoảng loạn. Thì sao Ngài làm công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt một cách bình thường được? Phải. Phải, làm sao Đức Chúa Trời có thể hoàn thành kế hoạch tạo nên một nhóm người phù hợp với ý ngài trước khi những tai họa xảy ra đúng rồi. Ừ. đúng rồi đó ừ. cho nên vào thời kỳ sau rốt đức chúa trời vẫn phải mặc lấy xác thịt là con người với nhân tính bình thường vậy thì ngài mới có thể công tác và sinh sống trong nhân gian bày tỏ lẽ thật và phán xét làm tinh sạch con người một cách thực tế để con người có thể thoát khỏi ảnh hưởng của sa tăng được Đức Chúa Trời cứu rỗi và trở thành dân của Ngài. Phải đó, đúng là vậy. Đức Chúa Giêsu nhập thể đã công tác với nhân tính bình thường để đạt được sự cứu chuộc nhân loại. Linh thể phục sinh của Đức Chúa Giêsu -xu xuất hiện trước con người chỉ để chứng tỏ Đức Chúa Giêsu chính là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Chính điều này sẽ củng cố đức tin của con người. Cho nên Linh thể của Đức Chúa Trời chỉ đến để xuất hiện trước con người không phải là để công tác. À, giờ tôi hiểu rồi, xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời phải có nhân tính bình thường để có thể thực hiện công tác giữa con người để đạt được mục đích cứu chuộc và cứu rỗi toàn nhân loại. Phải. Cho nên, nếu Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi hoàn toàn nhân loại trong công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt, Ngài phải nhập thể và thực hiện công tác trong nhân tính bình thường để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngài chắc chắn sẽ không xuất hiện trong linh thể Đức Chúa Giêsu để làm công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Đây là một sự thật mà tất cả chúng ta, các tín hữu phải hiểu rõ hơn cả. Đó, vậy là đúng. Phải nhập thể thực hiện công tác. Đức Chúa Trời mới có thể tinh sạch và cứu độ con người. Phải, Đức Chúa Trời thật sự yêu con người. Lời truyền đạt này làm tôi hiểu rõ hơn rất nhiều. Hóa ra, linh thể của Đức Chúa Trời chỉ đến để xuất hiện trước con người, không phải để công tác. Đúng vậy, khi Đức Chúa Giêsu hoàn thành công tác bị đóng đinh trên thập giá, linh thể phục sinh của Ngài xuất hiện trước con người trong 40 ngày. Ngài làm vậy để con người có thể thấy Đức Chúa Giêsu chính là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Phải. 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 Chỉ có xác thịt được thần của Đức Chúa Trời mặc lấy mới có thể phục sinh và trở thành linh thể. Hiểu rõ điều này thì việc Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác là hoàn toàn tất yếu. Phải. Chỉ có cách nhập thể Đức Chúa Trời Mới có thể cứu chuộc nhân loại qua việc bị đóng đinh Phải đó Phải nhập thể trong xác thịt Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật phán xét Và làm tinh sạch con người một cách chân thật và thực tế Hoàn toàn cứu rỗi Toàn bộ nhân loại khỏi tội lỗi à, à, Các à. mục sư và trưởng lão Chưa từng nói như thế Chưa bao giờ nghe ai nói như vậy hết. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự nhập thể Hãy cùng đọc lời của Đức Chúa Trời toàn năng được, được. được. đức chúa trời toàn năng phán lý do ngài trở nên xác thịt là bởi vì xác thịt cũng có thể sở hữu thẩm quyền và ngài có khả năng thực hiện công tác một cách thực tế giữa nhân loại theo cách hiển hiện và hữu hình đối với con người công tác này thiết thực hơn nhiều so với công tác được thực hiện trực tiếp bởi thần của đức chúa trời đấng sở hữu mọi thẩm quyền và những kết quả của nó cũng rõ ràng. Điều này là do xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời có thể phán dạy và làm việc một cách thực tế. Hình dạng bên ngoài của xác thịt Ngài không có thẩm quyền và con người có thể tiếp cận, trong khi thực chất của Ngài mang thẩm quyền. Nhưng không ai có thể thấy được thẩm quyền của Ngài khi Ngài phán và làm việc con người không thể phát hiện ra sự tồn tại của thẩm quyền của ngài điều này tạo điều kiện cho ngài thực hiện công tác mang tính chất thực tế nếu đức chúa trời không trở nên xác thịt ngài sẽ vẫn là thần đấng vừa không thể nhìn thấy vừa không thể tiếp cận đối với con người con người là một loài thọ tạo thuộc xác thịt họ và đức chúa trời thuộc về hai thế giới khác nhau và sở hữu những bản chất khác nhau thần của đức chúa trời không tương hợp với con người những kẻ thuộc về xác thịt và đơn giản là không cách nào thiết lập được mối quan hệ giữa họ chưa kể rằng con người không có khả năng biến hóa thành thần như vậy thần của đức chúa trời phải trở thành một loài thọ tạo để làm công tác ban đầu của ngài đức chúa trời có thể dựa thăng lên nơi cao nhất vừa hạ mình xuống để trở thành một con người thọ tạo làm việc giữa loài người và sống giữa họ nhưng con người không thể thăng lên nơi cao nhất và trở thành thần họ càng không thể giáng xuống nơi thấp nhất đây là lý do đức chúa trời phải trở nên xác thịt để thực hiện công tác của ngài Ta đúng đúng rồi. Rồi. Đức Chúa Trời nhập thế thì bình thường và thực tế Ngài không như con người tưởng tượng trong một số chuyện Có thể biết họ một cách quyền bí mà không cần nhìn thấy hoặc chạm vào họ Và Ngài không bao giờ bị giới hạn bởi không gian hoặc địa lý Đó không phải là xác thịt Mà là thân thể thuộc linh Sau khi Giê-xu chịu đóng đinh vào thập tự giá và phục sinh ngài đã có thể đi xuyên qua cánh cửa nhưng đó là Jesus đã được phục sinh trước khi Jesus phục sinh ngài đã không thể đi xuyên qua tường ngài đã bị giới hạn bởi không gian địa lý và thời gian đó là trạng thái bình thường của xác thịt cùng đọc tiếp nha được ông Lâm ạ. À? chúng tôi có thể xem lời Đức Chúa Trời toàn năng không? Phải, ừ, được, được. được. Chúng phải chúng tôi xem đi. Phải đó. được. Phải đó. ra giúp tôi được không? Chúng tôi xem đi. Hay anh Tổng, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời. 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 Lời xuất hiện trong xác thịt. Đúng rồi, phải. Đức, đức Chúa Trời. Lời đức là đức là xuất hiện trong xác thịt. Đây chính là lời xuất hiện trong Chúa Trời. Mọi người hãy dở tới trang 1355 đức chúa trời toàn năng phán bởi vì người bị phán xét là con người của xác thịt và đã bị làm cho bại hoại và không phải là linh hồn của sa tăng bị phán xét trực tiếp công tác phán xét do đó không được thực hiện trong cõi tâm linh mà được thực hiện ở giữa con người không ai phù hợp và đủ tư cách hơn đức chúa trời trong xác thịt cho công tác phán xét sự bại hoại của con người xác thịt nếu sự phán xét được thực hiện trực tiếp bởi thần của đức chúa trời thì nó sẽ không bao quát toàn diện hơn nữa công tác như thế sẽ khó cho con người chấp nhận bởi thần thì không thể mặt đối mặt với con người và cũng chính vì điều này mà hiệu quả của nó sẽ không xảy ra ngay lập tức con người sẽ càng không thể thấy tâm tính không thể xúc phạm của đức chúa trời một cách rõ ràng hơn satan chỉ có thể bị đánh bại hoàn toàn nếu đức chúa trời trong xác thịt phán xét sự bại hoại của nhân loại nếu công tác này được thực hiện bởi thần của đức chúa trời thì nó sẽ không có ý nghĩa là sự chiến thắng trước sa tăng thần vốn cao quý hơn người phàm và thần của đức chúa trời vốn thánh khiết và chiến thắng xác thịt nếu thần trực tiếp thực hiện công tác này thì ngài sẽ không thể phán xét tất cả sự bất tuân của con người và không thể tỏ lộ tất cả sự bất chính của con người bởi công tác phán xét cũng được thực hiện qua những ý niệm của con người về đức chúa trời và con người chưa bao giờ có bất kỳ ý niệm nào về thần và vì thế thần không có khả năng tỏ lộ sự bất chính của con người tốt hơn càng không thể hoàn toàn phơi bày sự bất chính đó đức chúa trời nhập thể là kẻ thù của tất cả những ai không biết đến Ngài. Qua việc phán xét những quan niệm và sự chống đối của con người, đối với Ngài, Ngài phơi bày tất cả sự bất tuân của nhân loại. Hiệu quả của công tác, Ngài làm trong xác thịt rõ ràng là hiệu quả hơn trong công tác của thần. Và vì vậy, sự phán xét toàn nhân loại không được thực hiện trực tiếp bởi thần mà là công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Là của Đức Chúa Trời toàn năng thật rõ. Hãy mở tiếp Đâu trang 1011. Chỉ thông qua việc trở nên xác thịt, Đức Chúa Trời mới có thể đích thân truyền lời của Ngài đến tai của mỗi một con người. Hầu cho tất cả những ai có tai đều có thể nghe thấy lời Ngài và nhận lấy công tác phán xét bằng lời của ngài chỉ đây mới là kết quả đạt được bằng lời ngài phải thay vì thần trở nên hiển hiện để khiến con người sợ hãi mà quy phục chỉ qua công tác thực tế mà phi thường này thì tâm tính cũ của con người ẩn sâu bên trong nhiều năm mới có thể bị phơi bày hoàn toàn hầu cho con người có thể nhận ra nó và làm cho nó thay đổi tất cả những điều này đều là công tác thực tế của đức chúa trời nhập thể mà trong đó với việc phán dạy và thi hành sự phán xét một cách thực tế ngài đạt được những kết quả của sự phán xét con người bằng lời đây là thẩm quyền của đức chúa trời nhập thể và là ý nghĩa sự nhập thể của đức chúa trời Xin tạm dừng đọc lời Đức Chúa Trời ngay đó Đức Chúa, Đức Chúa Trời, Trời Toàn Năng đã tỏ lộ lẽ nhiệm màu của sự nhập thể Lời của Ngài thực sự đại khai nhãn giới ừ. Phải Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng quả thật là phi thường mà ừ. Các ông xin hãy tương giao với chúng tôi thêm chút nữa ừ. 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 Xin xin đồng đồng tôi. tôi. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng giải thích rõ khác biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời trong linh thể và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể Phải, Phải nó cũng mặc khải trọn vẹn ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể. Phải. Mặc dù linh thể của Ngài có thể xuất hiện trước con người và đối mặt với họ, linh thể của Đức Chúa Giêsu dường như vẫn bí ẩn không thể dò thấu và không thể tiếp cận bởi con người. Ngài dấy lên sự sợ hãi và e ngại khiến họ giữ khoảng cách vì tôn kính. Vì linh thể của Đức Chúa Giêsu không thể tiếp xúc bình thường với con người và không thể thực hiện công tác và phán lời bình thường giữa con người nên Ngài không thể cứu rỗi nhân loại Tuy nhiên Đức Chúa Trời nhập thể lại khác Ngài có thể tiếp xúc với con người theo một cách chân thật và thực tế Chăm tưới và bồi dưỡng họ Giống như Đức Chúa Giêsu sinh hoạt giữa mọi người Có thể bày tỏ lẽ thật để bồi dưỡng họ mọi lúc mọi nơi Các môn đồ của Ngài thường ngồi bên cạnh Ngài Lắng nghe những lời dạy Và trò chuyện tâm tình với Ngài Họ trực tiếp nhận được sự chăm tưới và chăn dắt của Ngài Dù họ gặp bất cứ vấn đề hay khó khăn gì Đức Chúa Giêsu đã giúp họ giải quyết Họ được ban phát và cung ứng sự sống vô cùng lớn lao Họ thấy Đức Chúa Trời dễ kết thân và đáng mến Nên có thể chân thành yêu thương, dân phục Ngài Chỉ khi Đức Chúa Trời nhập thể đến nhân gian Chúng ta mới có cơ hội để tiếp xúc nếm trải và hiểu Đức Chúa Trời chỉ khi đó ta mới thấy được phi thường khôn ngoan và sự cứu rỗi thực tế cho nhân loại của ngài đúng thế chúa đức đúng chúa trời đây là khía cạnh trọng đại và giá trị thực tiễn trong công tác của đức chúa trời nhập thể linh thể chắc chắn không thể nào đạt được hiệu quả như thế này đúng là một phép đức chúa trời đã nhập thể thực hiện công tác phải tạo đức chúa trời mối thông công này đã làm rõ một sự thật chỉ có cách nhập thể làm con người Và công tác trong nhân tính bình thường Đức Chúa Trời mới có thể phán xét Chinh phục và tinh sạch con người một cách thực tế Linh thể của Đức Chúa Giêsu Gần như không thể đạt được hiệu quả như vậy Trong công tác của Ngài Phải Khi Đức Chúa Trời nhập thể làm con người Để thực hiện công tác phán xét Và làm tinh sạch giữa nhân gian Con người sẽ đối xử với Ngài Như một người thông thường vì chúng ta vẫn chưa phân biệt được Đức Chúa Trời nhập thể thực sự là ai Thậm chí sẽ hình thành quan niệm đối với lời và công tác của Ngài Đối xử thiếu kính trọng với Đấng Christ và từ chối dân phục Ngài Chúng ta sẽ nói dối để lừa Ngài Sẽ phán xét và thậm chí chống đối lên án Ngài Sự kiêu ngạo phản nghịch và chống đối của con người chúng ta Sẽ hiện rõ toàn bộ trước Đấng Christ Như Đức Chúa Trời Toàn Năng Phán tâm tính bại hoại sự phản nghịch và sự chống đối của con người bị vạch trần khi con người nhìn thấy đấng chris sự phản nghịch và chống đối bị vạch trần vào lúc này sẽ bị vạch trần trọn vẹn và toàn diện hơn bất kỳ lúc nào khác đó là vì đấng chris là con người một con người sở hữu nhân tính bình thường mà con người không tôn vinh cũng không tôn trọng ngài chính vì đức chúa trời sống trong xác thịt mà sự phản nghịch của con người mới bị mang ra ánh sáng một cách triệt để và chi tiết rõ ràng tới vậy. Do đó ta bảo rằng sự gián lâm của Đấng Christ đã lật tẩy được mọi sự phản nghịch của nhân loại. Sự gián lâm của Đấng Christ đã dạch trần bản tính của nhân loại. Điều này được gọi là điệu hổ ly sơn và vụ sói ra khỏi hang. Dừng đọc ở đây đã. Đức Chúa Trời phán xét phơi bày tỉa sửa và xử lý nhân loại theo thực tế được chứng thực của sự phản nghịch và chống đối của họ. Công tác của Ngài rất thực tế và thật sự dạch trần bản chất con người. Khi đối diện với bằng chứng hiển nhiên như vậy, những người có thể tiếp nhận lẽ thật sẽ được thuyết phục hoàn toàn, sẽ thừa nhận sự phản nghịch và chống đối của họ, và họ cũng sẽ nhận thức được tâm tính thánh khiết công chính và không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Okay và sẽ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sự phán xét và hành phạt để họ được chinh phục và cứu rỗi bởi công tác thực tế của đức chúa trời Đó, như đức chúa trời toàn năng phán đức chúa trời nhập thể là kẻ thù của tất cả những ai không biết đến ngài qua việc phán xét những quan niệm và sự chống đối của con người đối với ngài ngài phơi bày tất cả sự bất tuân của nhân loại hiệu quả của công tác ngài làm trong xác thịt rõ ràng hơn hiệu quả trong công tác của thần và vì vậy sự phán xét toàn nhân loại không được thực hiện trực tiếp bởi thần mà là công tác của đức chúa trời nhập thể con người có thể nhìn thấy và chạm vào đức chúa trời trong xác thịt và đức chúa trời trong xác thịt có thể hoàn toàn chinh phục con người trong mối quan hệ với đức chúa trời trong xác thịt con người tiến triển từ chống đối sang dân phục từ áp bức sang chấp nhận từ quan niệm sang hiểu biết và từ chối bỏ sang yêu thương đây là những hiệu quả trong công tác của đức chúa trời nhập thể con người chỉ được cứu rỗi thông qua việc chấp nhận sự phán xét của ngài con người chỉ dần dần biết đến ngài qua những lời phán từ miệng ngài con người được ngài chinh phục trong khi chống đối ngài và họ cũng nhận được sự sống do chính ngài ban cho trong khi chấp nhận hình phạt của ngài tất cả những công tác này là công tác của đức chúa trời trong xác thịt và không phải là công ta của Đức Chúa Trời Trong thân phận của Ngài là thần Vậy nên Con người sẽ chỉ được tinh sạch và cứu rỗi hoàn toàn Nếu như có Chính sự nhập thể của Đức Chúa Trời Thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt Phải, đúng như thế, đúng như thế. Ta ơn Đức Chúa Trời Tôi đã hiểu rõ hơn nhiều sau khi nghe ông truyền đã ơn Đức Chúa Trời Dù tôi vẫn chưa nếm trải sự phán xét của Đức Chúa Trời toàn năng Nhưng tôi hiểu rõ chỉ khi Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác thực tế để phán xét, kinh sạch và cứu rỗi con người, chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với Đức Chúa Trời và thật sự hiểu biết về Ngài. Phải. Công tác của Đức Chúa Trời nhập thể rất thực tế. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi rất hổ thẹn khi nói ra điều này. Dù chúng tôi là tín hữu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu lời Chúa. Chúng tôi diễn giải mọi điều theo tưởng tượng, rằng khi tái lâm vào thời kỳ sau rốt, Chúa sẽ ngự xuống trên những đám mây. Những năm gần đây Tôi thường chăm chăm nhìn lên trời Ngu muội chờ đợi rằng linh thể của Đức Chúa Giêsu Sẽ cưỡi mây ngự xuống Tôi chưa hề tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời nhập thể Và thời kỳ sau rốt Tôi thật sự là Đã quá ngu ngốc rồi Phải